Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Chương trình thời sự hôm nay, Chủ nhật, ngày 23 tháng 8 năm 2020, ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhân chuyến công tác tại tỉnh Cao Bằng, ngày 22 tháng 8, đoàn công tác tỉnh Cà Mau do đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, tặng quà trạm kiểm soát biên phòng Thác Bản Dốc, đồn biên phòng Đàm Thủy tại xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh. Cùng đi có đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo huyện Trùng Khánh. Thăm cán bộ chiến sĩ trạm kiểm soát biên phòng Thác Bản Dốc, đồn biên phòng Đàm Thủy, đoàn công tác của tỉnh Cà Mau đã nghe đồn biên phòng Đàm Thủy báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới, an ninh trật tự, chính trị và xã hội ở địa phương. Theo đó, cán bộ chiến sĩ đã chấp hành tốt mệnh lệnh cấp trên, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng cơ động lực lượng xử lý tình huống phức tạp xảy ra trên biên giới, địa bàn phụ trách. Thường xuyên phối hợp với các lực lượng tuần tra bảo vệ biên giới, phối hợp cùng các lực lượng khác đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các đoàn công tác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm và làm việc tại địa phương, cũng như du khách trong và ngoài nước đến tham quan danh thắng Thác Bản Dốc động ngườm ngào. Tại đây, đồng chí Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống cán bộ chiến sĩ đang công tác tại trạm, đánh giá cao công tác kiểm soát chặt chẽ tuyến biên giới, nhất là tinh thần nghiêm túc phòng chống dịch COVID-19 của cán bộ chiến sĩ trạm kiểm soát biên phòng, đã góp phần cùng tỉnh Cao Bằng ngăn chặn không để dịch COVID-19 lây lan trên địa bàn. Chuyến thăm tại huyện Trùng Khánh của đoàn công tác tỉnh Cà Mau nhằm tăng cường tình đoàn kết, trao đổi kinh nghiệm trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa xã hội và công tác xây dựng đảng chính quyền của địa phương hai tỉnh ở hai cực đất nước. Sáng ngày 23 tháng 8, công ty cổ phần xăng dầu Cao Bằng khai trương cửa hàng xăng dầu Petrolimex số 29 tại xóm Huyền Du, thị trấn Thanh Nhật, huyện Hạ Lang. Là đơn vị thành viên của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, cửa hàng xăng dầu số 29 chi nhánh Hạ Lang có tổng kinh phí đầu tư 10 tỷ đồng. Được xây dựng trên tổng diện tích là 1.036 m², thiết kế 2 cột bơm kép với sức chứa được 50 mét khối, trong đó 25 mét khối xăng và 25 mét khối dầu. Công trình khởi công xây dựng từ ngày 10 tháng 11 năm 2019 tại xóm Huyền Du, thị trấn Thanh Nhật, huyện Hạ Lang. Cửa hàng xăng dầu số 29 đi vào hoạt động, góp phần đáp ứng nhu cầu phục vụ số lượng sử dụng nhiên liệu của các doanh nghiệp hợp tác xã và nhân dân trên địa bàn trong khu vực, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của huyện Hạ Lang. Đây là công trình được huyện ủy Hạ Lang và công ty cửa hàng xăng dầu lựa chọn là công trình trọng điểm chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hạ Lang lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025. Vì vậy, trước thời điểm khai mạc Đại hội Đảng bộ huyện, các hạng mục của cửa hàng đã hoàn thiện và đã phục vụ bán xăng dầu cho người tiêu dùng. Sáng ngày 23 tháng 8, lực lượng dân quân cơ động cụm số 2 tổ chức làm công tác dân vận, giúp bà con nhân dân vận chuyển đất đá, nguyên vật liệu làm mặt bằng tuyến đường cắp tranh xóm 2, xã Vĩnh Quang, thành phố Cao Bằng, đồng thời san lấp mặt bằng, đổ bê tông nhà để xe tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Quang. Tại tuyến đường cắp tranh, mặc dù thời tiết nắng nóng hết sức khắc nghiệt, nhưng cán bộ chiến sĩ dân quân cụm 2 cùng bà con nhân dân xóm đã cùng nhau hăng say tham gia sửa chữa, vận chuyển nguyên vật liệu để làm mặt bằng giải bê tông đoạn đường cắp tranh 2 với chiều dài 440 mét. Bên xóm thì rất vui vì đó có đợt huấn luyện này thì dân quân đã lên giúp xóm giúp phá tường rào và vận chuyển đi bù các chỗ kè là hầu như gần là hoàn thành thì đỡ được công cho bà con rất nhiều. Thay mặt cho xóm xin được cảm ơn dân quân cũng như là ban chỉ huy quân sự xã đã vận động và có một ngày lao động công ích có ý nghĩa. Song song với tổ chức huấn luyện, thực hiện có hiệu quả các nội dung công tác huấn luyện, công tác dân vận được Ban Chỉ huy Quân sự thành phố chỉ đạo các lực lượng dân quân cơ động triển khai thực hiện trong các đợt huấn luyện như tích cực giúp dân những việc cần thiết trong đời sống, qua đó góp phần củng cố thế trận lòng dân ngày càng vững chắc. Để nhằm nâng cao hiệu quả công tác dân vận của Đảng, trong tình mới thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong huấn luyện và góp phần củng cố xây dựng thế trận lòng dân. Qua cuộc dân vận này giúp cho bà con nhân dân là tạo được đường làng ngõ xóm là đi lại dễ dàng để thuận lợi phát triển kinh tế.
Đây là hoạt động phát huy truyền thống công tác dân vận của Đảng, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự quốc phòng tại địa phương. Ngày 22 tháng 8, Đoàn Thanh niên và Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ngọc Côn phối hợp với chi đoàn Ủy ban nhân dân huyện Trùng Khánh ra quân đổ bê tông sân nhà văn hóa xóm Bắc Ngà, Bo Hay, xã Ngọc Côn, huyện Trùng Khánh. Tại buổi ra quân, hơn 200 đoàn viên, hội viên phụ nữ đã tham gia đổ bê tông sân nhà văn hóa xóm Bắc Ngà, Bó Hay với diện tích 370m². Toàn bộ xi măng được nhà nước hỗ trợ, nhân dân đóng góp vật liệu và ngày công. Sau một ngày tích cực thi công, công trình đã hoàn thành, đảm bảo chất lượng và thẩm mỹ, nhằm phục vụ cho việc tổ chức hội họp các hoạt động văn hóa văn nghệ thể thao của nhân dân trong xóm, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, nâng cao đời sống tinh thần cho người dân. Nhân dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Trùng Khánh đã hỗ trợ 20 triệu đồng, chi bộ khối đảng đoàn thể hỗ trợ 5 triệu đồng cho xã Ngọc Côn, góp phần giúp đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm phát huy vai trò xung kích tình nguyện của đoàn viên thanh niên và hội viên phụ nữ trong tham gia các hoạt động vì cuộc sống cộng đồng và an sinh xã hội. Để thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, 5 năm qua, tỉnh Cao Bằng đã huy động và bố trí trên 7.000 tỷ đồng đầu tư kết cấu hạ tầng cơ sở, đẩy mạnh hỗ trợ phát triển sản xuất gắn với liên kết tìm đầu ra cho sản phẩm. Giai đoạn 2016-2020, tổng nguồn lực huy động thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh đạt 841 tỷ đồng, trong đó nguồn ngân sách 642 tỷ đồng, vốn sự nghiệp chương trình nông thôn mới 130 tỷ đồng, đầu tư hỗ trợ phát triển sản xuất 7 tỷ đồng đầu tư chương trình mỗi xã một sản phẩm, 35 tỷ đồng vốn chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững, thực hiện đầu tư trồng rừng và chăm sóc bảo vệ rừng, 248 tỷ đồng vốn chương trình 30A, thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất, chăm sóc bảo vệ rừng, nhân rộng mô hình giảm nghèo, 222 tỷ đồng vốn chương trình 135, hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế cho người dân. Nguồn xã hội hóa vận động được khoảng 145 tỷ đồng để thực hiện các mô hình, dự án nông nghiệp của các doanh nghiệp, hợp tác xã. Ngoài ra, vốn đầu tư phát triển được lồng ghép chương trình xây dựng nông thôn mới và các chương trình khác để xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn giai đoạn 2016-2020 là 6.451 tỷ đồng. Đồng thời, các chương trình dự án sử dụng vốn vay, vốn hỗ trợ không hoàn lại 54 tỷ đồng, bao gồm 31,2 tỷ đồng từ dự án VE036 để thực hiện cải thiện hệ thống sản xuất nông nghiệp, tập huấn phát triển sản xuất trồng trọt chăn nuôi gắn với thị trường tiêu thụ sản phẩm. 6,3 tỷ đồng từ dự án Lip Sáp Cao Bằng thực hiện hỗ trợ cung cấp các dịch vụ khuyến nông, hỗ trợ các tổ hợp tác về phát triển chăn nuôi. 16,5 tỷ đồng từ dự án hỗ trợ kinh doanh nông hộ để thực hiện hỗ trợ các hoạt động lập kế hoạch, thành lập các nhóm phát triển sản xuất. Thông qua các nguồn lực, kết cấu hạ tầng nông thôn trên địa bàn toàn tỉnh được đầu tư nâng cấp, sản xuất nông nghiệp cơ bản tăng trưởng rõ rệt. Đời sống vật chất tinh thần người dân khu vực nông thôn từng bước được nâng lên. Thưa quý vị và các bạn, năm học vừa qua do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nên thời gian của học sinh có sự điều chỉnh kéo dài hơn so với các năm học trước. Để đảm bảo cung ứng kịp thời sách giáo khoa cho năm học 2020-2021, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục, công ty cổ phần sách và thiết bị trường học chủ động khảo sát, xây dựng kế hoạch, chuẩn bị nguồn hàng đầy đủ đáp ứng nhu cầu dạy và học trước khi bước vào năm học mới. Theo ghi nhận của phóng viên, thị trường sách giáo khoa và đồ dùng học tập đang bước vào thời kỳ cao điểm. Tại cửa hàng công ty cổ phần sách và thiết bị trường học, lượng khách trong những ngày này khá đông, nhất là vào thời điểm cuối tuần. Các loại sách giáo khoa, sách tham khảo, vở học sinh và dụng cụ học tập đã được bày bán đầy đủ với mẫu mã mới và bắt mắt. Các loại sách được niêm yết đầy đủ bảng giá, sắp xếp theo từng khu vực, tư vấn rõ ràng để thuận tiện cho phụ huynh, học sinh mua sắm. Tôi có con đầu lòng năm nay là vào lớp 1. Nên là trước khi đi để đến đây để lựa chọn thì tôi rất là phân vân không biết chọn sách như nào. Nhưng khi mà đến đây thì sách đã theo đóng theo bộ và tôi lựa chọn rất là nhanh gọn. Và tôi thấy sách rất là đầy đủ để chuẩn bị cho con vào năm học mới. Ngoài các loại sách giáo khoa, nhiều đầu sách tham khảo, sách tự chọn, sách giáo khoa nâng cao cũng được đông đảo học sinh phụ huynh lựa chọn và tìm kiếm. Các loại sách được sắp xếp khoa học, dễ tìm, phân chia theo từng cấp học, lớp học, từng bộ môn. Theo ý kiến của đa phần người mua, sách tham khảo rất phong phú, đa dạng. Mỗi môn học có khoảng hơn 10 đầu sách tham khảo, đặc biệt là các môn toán, lý, hóa, ngữ văn, ngoại ngữ.
giá cả cơ bản vẫn giữ ổn định ở mức từ 30 đến 100 nghìn đồng một quyển. Năm nay là em lên lớp 10 và em tới đây để lựa chọn các loại sách phù hợp với chương trình học. Em cảm thấy sách ở đây rất là đầy đủ các loại sách và sắp xếp rất là dễ tìm để mình có thể dễ dàng lựa chọn. Và em tìm được một quyển sách từ vựng tiếng Anh để mình có thể cải thiện tốt hơn trong năm học tới. Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, ngay từ đầu tháng 3, Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học đã thực hiện khảo sát thị trường và nhu cầu sử dụng sách giáo khoa của các trường trên địa bàn tỉnh. Xây dựng kế hoạch để đặt hàng với các nhà xuất bản đối tác có uy tín nhằm đảm bảo số lượng chất lượng sách giáo khoa cho học sinh. Theo đó, đơn vị đã nhập mới 628.745 sách giáo khoa, trên 391.000 sách bổ trợ, trên 200.000 sách mảng tự chọn. 86.715 sách giáo khoa Vinen và hơn 683.000 giấy vở, văn phòng phẩm để đảm bảo cung ứng cho các đại lý cửa hàng, các đơn vị giáo dục trên địa bàn tỉnh, phục vụ nhu cầu dạy và học của giáo viên và học sinh. Đặc biệt, năm học 2020-2021 bắt đầu áp dụng sách giáo khoa lớp 1 mới theo lựa chọn của địa phương. Công ty đã bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo, làm việc với các nhà xuất bản để in ấn và cung cấp sách kịp thời, đúng số lượng, chất lượng, theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đến nay, công ty đã cung ứng khoảng hơn 545.000 sách giáo khoa, trên 154.300 sách giáo khoa lớp 1 và hơn 683.000 các loại đồ dùng văn phòng phẩm. Để chuẩn bị cho cái công tác phục vụ sách giáo khoa cho năm học 2020-2021 thì ngay từ tháng 3 thì công ty chúng tôi đã chủ động lập kế hoạch gửi nhà xuất bản giáo dục Việt Nam về cái việc cung ứng sách giáo khoa cho thị trường Cao Bằng. Đến tháng 5 thì công ty chúng tôi đã nhập một số lượng lớn sách giáo khoa để cung cấp cho các đại lý, cửa hàng cũng như là các đơn vị giáo dục trong tỉnh. Đến thời điểm hiện nay thì công ty đã cung cấp được khoảng 90% lượng hàng mà các đơn vị đã đặt. Đặc biệt là năm học 2020-2021 thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đưa sách giáo khoa lớp 1 mới vào giảng dạy. Công ty đã bám sát cái chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo Cao Bằng phối hợp với các đơn vị giáo dục trong tỉnh để khảo sát nhu cầu, kịp thời cung ứng đầy đủ sách cho các trường với mục tiêu là không để cho giáo viên cũng như là học sinh thiếu sách trong năm học 2020-2021. Ngoài ra thì công ty cũng chủ động nhập thêm cái sản phẩm mới là cái bàn học thông minh giúp cho học sinh có thể học trực tuyến tại nhà. Công tác chuẩn bị của công ty chúng tôi. Thời điểm năm học mới đã cận kề, để chuẩn bị tốt cho năm học, phụ huynh, học sinh cần chú ý tránh mua phải sách lậu, sách nhái, sách kém chất lượng, dẫn đến làm sai lệch nội dung kiến thức. Nên lựa chọn các loại sách do các nhà xuất bản có uy tín in ấn, đảm bảo về chất lượng, rõ nguồn gốc, tạo điều kiện tốt nhất cho các em học sinh sẵn sàng bước vào năm học mới. Thưa quý vị và các bạn, đã có hàng nghìn công dân Việt Nam họ từng vượt biên trái phép sang Trung Quốc làm thuê. Dịch COVID-19 bùng phát ở nhiều quốc gia, trong đó khởi nguồn từ Trung Quốc. Những công dân đó mất việc làm, đồng nghĩa với không có thu nhập. Có những người muốn trở về nhưng không có tiền để về. Quan trọng hơn, họ là những người đang vi phạm pháp luật bởi không có giấy tờ hợp pháp và họ phải về nước. Vậy những công dân Việt Nam, vì một lý do nào đó, họ đã xuất cảnh trái phép sang biên giới. Hành trình của họ trở về như thế nào? Sau đây là những lời cảnh tỉnh từ những người vượt biên trái phép mà chúng tôi gặp tại khu cách ly phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh. Sở Trung Quốc rồi chị ạ. Mà có ai mời em, đồng lương nó có cao gấp 2 lần cái trước mình đi nữa là tụi em cũng không dám đi nữa. Đó là lời tâm sự trong hối hận của hai trong hàng trăm người đang được chăm sóc, theo dõi sức khỏe tại khu cách ly Trung đoàn 852, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng. Vì một lý do nào đó, họ đã vượt biên trái phép sang Trung Quốc làm thuê. Dịch COVID-19 bùng phát, họ không có việc làm, không có thu nhập, họ sống bất hợp pháp bên nước bạn. Và nhiều người đã bị công an bắt giữ, hoặc có người bằng mọi cách tìm đường trở về nước. Và một lần nữa, họ tiếp tục vi phạm pháp luật bởi nhập cảnh trái phép. Anh Nguyễn Hữu Đức, quê ở Thạch Thất, Hà Nội, do nghe theo bạn bè, sang bên kia làm việc lương sẽ cao. Và rồi anh đã vượt biên qua khu vực Móng Cái sang Trung Quốc làm thuê, với mong muốn cuộc sống sẽ thay đổi.
Nhưng hành trình tìm kiếm việc làm của anh đã không như mong đợi. Dường như anh làm không công, anh bị người ta lừa, không trả tiền lương. Được khoảng được một năm nhưng người ta lừa hết tiền, không có trả tiền ạ. Từ Việt Nam làm cho trụ Trung Quốc nhưng mà lừa hết từ tháng Giêng đến tháng 10, hết tháng 10 không trả đồng nào ạ. Từ đầu tháng 2 năm 2020, dịch COVID-19 bùng phát ở Trung Quốc. Trên tuyến biên giới, bộ đội biên phòng đã ngăn chặn, làm thủ tục, chuyển ngành chức năng đưa đi cách ly trên 7.000 công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép về nước. Chủ yếu các đối tượng về qua các đường mòn lối mở. Những công dân trở về, mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau. Họ đều sang bên kia biên giới, đi kiếm việc làm thuê. Có nhiều người hiểu con đường họ đi là trái với quy định của pháp luật. Nhưng họ vẫn tìm bằng mọi cách để vượt biên. Nhưng khi trở về, chính họ đã trải qua một hành trình, những chuỗi ngày hoảng sợ, bởi rất nhiều rủi ro, nguy hiểm cả đến tính mạng. Chị Hoàng Thị Triều ở Trường Mỹ, Hà Nội, cả hai vợ chồng đang được cách ly tại Trung đoàn 852 của tỉnh. Cách đây hơn một năm, vợ chồng chị đã xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc kiếm việc làm. Chị Triều có hoàn cảnh khá éo le. Còn chị bị bệnh tim bẩm sinh, hai vợ chồng không có công ăn việc làm. Thời gian chữa bệnh cho con, chị đã phải vay mượn vài trăm triệu. Nhưng rồi chị cũng không thể cứu được con. Vậy là nợ nần chồng chất. Hai vợ chồng đã liều lĩnh tìm đường vượt biên, kiếm việc làm để trả nợ. Nhưng rồi những mong đợi đã không đến với vợ chồng chị. Em biết nhưng mà do cái hoàn cảnh, mấy cả mình nghĩ đến cái đồng lương bên đây nó cao hơn mà mình ở Việt Nam mình không xin việc được. Tại vì em là thiểu số không có bằng cấp. Em chỉ sợ lúc đấy em chỉ sợ là mình không có ai lo cho mình để mình ra được. Vậy là mình không sợ ở trong kia cổ như nào, mình không nhìn đến đây. Mình không được về nhà. Cái đấy là mình sợ nhất. Cho nên em mới gọi điện về nhà thì mọi người bảo là ừ đấy cái số tiền mà làm bao nhiêu lâu đấy thì lại gửi sang đây cho em thì để chuộc cho em ra. Nhiều như là vợ chồng em nếu mà tính ra là cả đi cả về thì còn là âm thêm tiền. Mỗi người một hoàn cảnh, họ ra đi vì cuộc sống mưu sinh và họ đã vi phạm pháp luật bởi xuất nhập cảnh trái phép. Nhưng trong hoạn nạn, trước sự nguy hiểm của dịch bệnh, họ trở về đất nước, đã được Đảng, Nhà nước quan tâm, đưa đến khu cách ly để phòng chống dịch, bảo vệ chính họ và bảo vệ cộng đồng. Cách đối xử nhân văn và tình người ấy một lần nữa làm họ nhìn nhận lại hành vi của mình. Thấy về mình ở Trung Quốc công an bắt về đấy, Đảng và Nhà nước mình là xóa vào cách ly đây, không mất tiền ăn và hỗ trợ cho bạn em ấy. Đi bạn em biết là cảm ơn bà Đảng, bởi thứ hai bạn em bây giờ xác định là bây giờ đi làm ấy. Đi về bạn em làm Việt Nam thôi, bạn em không sang Trung Quốc nữa. Em thì em rút ra từ bản thân của em là em khuyên mọi người là không, mình hãy làm ở đất Việt Nam mình. Có thể lương nó ít nhưng mà mình an toàn, mình thoải mái. Chứ còn đúng là nghe theo mọi người nhưng không phải vậy đâu. Bản thân em đi là bản thân em cảm nhận này. Nó khó khăn mà nó gian nan lắm. Có nhiều người còn đi đường mòn mười mấy tiếng. Đi xe không phải là ngồi như ở Việt Nam ở một chỗ hoặc như nào. Có thể một cái xe đi nó vất vả cực kỳ, ăn uống cũng cực kỳ khó khăn mà đi. Mình bị đối xử, ăn uống cũng không được như người ta, vất vả cực kỳ. Em thì đi một lần như thế là trong đời của em nó quá sợ hãi rồi. Đó là những lời tâm sự, cũng là lời cảnh tỉnh của những người trong cuộc. Họ đã trải qua gian nan lo sợ, chạy trốn để trở về quê hương đất nước. Những câu chuyện của họ là bài học cho những ai đang có ý định vượt biên trái phép đi kiếm việc làm. Bởi như vậy, không chỉ vi phạm pháp luật mà còn nguy hiểm đến tính mạng chính bản thân. Hơn nữa, gây ra hệ lụy cho gia đình và xã hội. Bởi sự bất chấp, không tuân thủ pháp luật của những công dân đã tham gia xuất nhập cảnh trái phép. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.